Tôi không sao, tôi cảm ơn hai cô. Vậy tại sao bọn chúng lại đánh anh? Bọn chúng đã bắt cóc cả gia đình tôi. Nhân lúc bọn chúng không để ý, tôi đã trốn được ra ngoài. Nhưng không may bị bọn chúng phát hiện và đuổi theo đánh đập tôi. Vậy anh có biết bọn chúng là ai không? Tôi cũng không biết bọn chúng là ai ấy. Vậy anh có nhớ nơi mà bọn chúng giam giữ gia đình anh không? Tôi nhớ. Được rồi, vậy anh cứ đưa chúng tôi đến đó. Được, các cô hãy đi theo tôi. Đi rồi. Đây là đường duy nhất để chúng ta có thể vào. Đã đến đây để giúp tôi. Làm gì hả chị? Bước tiếp theo, bắt chúng khai ra số hàng của chúng ta đang được giam giữ ở đâu. Bọn chúng cứng đầu lắm, em nghĩ bọn chúng không dễ dàng khai ra được. Sao chúng mày ngu thế? Hiểu gì cách để cho chúng nó khai ra? Dạ vâng, bọn em hiểu rồi ạ. Nhớ, đừng làm gì quá tay đến tính mạng của chúng nó. Mau đi đi. Vâng ạ. Bọn chúng chưa dễ dàng đâu.
Chết rồi. Ừ, chúng ta mới rời khỏi đây thôi. Tao sẽ lấy nó làm mồi nhử để dụ bọn ích hơn tới. Mày đánh mạnh nữa vào. Cầm đấy. Nếu mày muốn cứu anh trai mày, hãy đi một mình tới đây. Còn tao sẽ đợi mày ở cái khu nhà hoang này. Mày hãy gửi video đó cho con Cherry của Wicked. Ok, xong rồi ạ. Chúng mày hãy chuẩn bị cho hai anh em nó đoàn tụ đi. Rõ. Nếu mày muốn cứu anh trai mày, hãy đi một mình tới đây. Anh! Bọn khốn này, dám lấy anh trai mình ra để uy hiếp à? Mình phải đi giải cứu anh trai thôi. Mày thấy có gì bất thường không? Tao chưa thấy gì cả. Thôi, lên nghỉ đi, tao dưới này cho.
mày, mày đã giết anh em tao. Chúng mày dám động đến gia đình tao, mày trả giá. Hôm nay tao sẽ cho anh em mày đoán tụ dưới suối vàng. Để tao xem bản lĩnh của chúng mày đến đâu.
Okay. Cherry à, tớ đang bị bao vây. Cậu hãy đến giải cứu cho tớ. Cái gì? Cậu đang ở đâu? Tớ đang ở khu vực B. Ok, tớ đến ngay. Trốn nè! Mau ra đây! Nhanh lên! Nhanh!
không ấy? Mày đi nào! Yes, sir!